Chào mừng các con học sinh đến với môn học thể dục lớp 3 tuần 9. Bài học hôm nay chúng ta học động tác vươn thở, động tác tay, chơi trò chơi, chim về tổ. Mục tiêu của bài học: các con nghiêm túc, tích cực tập luyện, có thái độ học tập đúng, biết chủ động khám phá, chủ động tích cực trong tập luyện, yêu thích khi được tham gia học trò chơi, biết đảm bảo an toàn trong tập luyện và biết quan sát tranh và video để cùng tập luyện, thực hiện được các nội dung trong bài học, hoàn thành được lượng vận động theo yêu cầu phát triển thể lực. Trước khi vào bài học, cô mời các con khởi động cùng cô nào. Bài khởi động bắt đầu. Xoay khớp cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Xoay vai. Đặt hai tay lên vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Xoay kiểu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Xoay cổ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Xoay hông. Hai tay chống hông. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 5, 6, 7, chuyển. Xoay gối. Hai tay bao gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Xoay cổ chân. 1, 2, 3, 5, 6, 7, chuyển cổ chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đeo trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2m. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đeo trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2m. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. 5K nhớ nha. Các con vừa thực hiện khởi động xong, sau đây cô hướng dẫn các con học động tác vươn thở, động tác tay. Các con cùng quan sát nào. Động tác vươn thở. Nhịp 1. Chân trái bước ra trước một bước ngắn, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải thẳng kiễng gót, đồng thời vươn người, đưa hai tay ra trước, lên cao, check hình chữ V. Lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa và từ từ hít sâu vào bằng mũi. Nhịp 2. Thu chân trái về vị trí ban đầu, hai tay từ từ hạ xuống dưới về tư thế dọc thân người, đồng thời hóp bụng, thân người hơi cúi và thở ra từ từ bằng miệng. Nhịp 3. Thực hiện như nhịp 1 nhưng đổi chân và thực hiện hít vào. Nhịp 4. Về tư thế chuẩn bị, thực hiện thở ra. Nhịp 5, 6, 7, 8. Thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Các con cùng quan sát cô thực hiện nào. Động tác tay. Nhịp 1. Bước chân trái sang ngang một bước rộng bằng vai. Đồng thời hai tay đưa ra trước thẳng hướng, song song và ngang vai. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 2. Hai tay đưa lên cao và vỗ tay vào nhau. Nhịp 3. Hai tay từ từ hạ xuống thành giang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhịp 4. Về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8.
như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5, bước chân phải ra ngang. Các con cùng quan sát cô thực hiện nào. Động tác 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Các con luyện tập cho cô thực hiện động tác vươn thở và động tác tay, mỗi động tác 2 đến 4 lượt, mỗi lượt 2 lần 8 nhịp. Cô trò chúng mình cùng chuyển sang nội dung chơi trò chơi. Cô sẽ hướng dẫn các con chơi trò chơi chim về tổ. Khi nào được đi học trở lại, cô sẽ tổ chức cho các con cùng chơi trò chơi này. Trò chơi chim về tổ. Chuẩn bị. Chia số học sinh trong lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm 3 em. Một em đứng ở giữa đóng vai chim, hai em đứng đối diện cầm tay nhau tạo thành tổ chim. Các tổ chim sắp xếp tạo thành vòng tròn, giữa vòng tròn kẻ một ô vuông có cạnh 1 mét. Chọn khoảng 2 đến 3 em đứng vào ô vuông đóng vai chim. Cách chơi. Khi có lệnh bắt đầu, những em đứng làm tổ chim mở cửa, không nắm tay nhau để cho tất cả các chim trong tổ phải bay đi để tìm tổ mới. Kể cả những em đứng ở trong ô vuông giữa vòng cũng phải di chuyển. Mỗi tổ chim chỉ được phép nhận một con. Những chim nào không tìm được tổ thì phải đứng vào hình vuông giữa vòng. Sau 3 lần chơi, chim nào 2 lần liên tiếp không tìm được tổ thì chim đó sẽ bị phạt. Các con vừa học xong nội dung bài học ngày hôm nay. Vào mỗi buổi sáng, các con hãy tập động tác vươn thở và động tác tay. Các con nhớ chưa nào? Bây giờ cô trò chúng mình cùng thực hiện thả lỏng. Các con thả lỏng cùng cô nào. Tác thả lỏng tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Các thả lỏng chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi, ở nhà thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh. Chúc các con học tốt. Hẹn gặp lại các con ở buổi học lần sau.